này các bạn phải làm nè, các bạn sang sắn con dây nè, qua đây một cái nè, cái này nó rất là bé, nó nhỏ lắm các bạn, nhỏ xíu à. Thì đầu tiên mình nói những cái mẫu mã này, hôm trước á mình cũng có giới thiệu gì cho các bạn là một cái mẫu mã nó là một cái cây đèn chớp mà chớp hai đầu các bạn, chớp hai đầu nó cũng giống như cây thước bản thầy thiên vậy ha, mình chớp hai đầu. Đó. Bạn lắp sản phẩm như vậy đậy nắp lại nha. Thì các bạn phải gắp, nhưng mà nó được có cái ưu điểm là các bạn hai cây này chúng ta hai cây gợi, nhưng mà hai cây này thì dùng hai viên pin hết, cây này ba viên pin, cây này ba viên pin và cây này cũng ba viên pin, khi chúng ta gắp lại thì thành một cây dài, nó có khớp mà các bạn đẩy khớp vô đó, nó khớp rồi. Đó. Các bạn chỉ cần đẩy cái khớp này các bạn xoay qua đây thành một cái thước bản. Đây các bạn nhìn đây, nó dài rất là dài các bạn. Đó, mình không thể nào. Cái đầu ở đây các bạn nhìn, rồi mình để qua đây các bạn xem. Đó, nó rất là dài các bạn. Thì cái chiều dài của cái thước sản phẩm này thì mình có để trên cái ảnh đó, các bạn có thể xem. Thì cái này nó có cái ưu điểm là mình có thể tháo ra thuận tiện. Nó gấp nó gờ hai cây để cho con em chúng ta chơi rất là dễ khi đi á. Và thứ hai sản phẩm này có nhạc các bạn. Bấm một cái có nhạc. Bấm lên một cái nó có nhạc và nó có hai nút bên đây. Bên đây là đèn chớp các bạn. Các bạn bấm một cái thì nó bấm lên nó chớp, bấm xuống để tắt. Đó, bên đây thì nhạc nhé. Và bên đây cũng vậy các bạn. Bên đây là nhạc và bên đây là chớp. Bấm lên đó là cái đèn, đúng không? Bấm xuống là tắt. Đèn LED, đèn LED, đèn chớp. Đèn chớp hai tấc. Hai tấc là sao các bạn? Hai tấc tức là 20 cm các bạn. Nghĩa là mình đo cái cây này là bằng khoảng cái một gang tay chúng ta nè. Nó là hai tấc. Cái sản phẩm này thì nó ra rất là lâu rồi các bạn, lâu dữ lắm rồi. Nó chớp tới 7 kiểu nha các bạn, bấm một cái chớp một cái, bấm một cái chớp một cái, đó. Bấm 7 cái thứ 8 thì sẽ tắt. Đó. Chớp hai tấc này có một cái điểm nha, là những cái kích cỡ này các bạn, nó sẽ làm rời hết, nó không dính liền, các bạn không có ốc dặn. Nên nó khi các bạn bán á, cái nhầm khi chọt tay là sao rớt xuống một cái là ốc ác, ốc ba cái vỏ này các bạn, rồi pin này sức kể hết chân luôn. Thì cái sản phẩm này thường là một bịch. Người ta sẽ bán một bịch là 12 cây các bạn, không ai bán gờ cho các bạn nha. Những cái cây mà đèn chớp, những cái video trước thì mình có nó sẽ bán gờ, nhưng mà cái video cái sản phẩm này thì nó không bán gờ, thường một bịch là 12 cây. Thì khi các bạn mua về thì các bạn tháo cái bịch ra và các bạn lấy cái đèn chớp ra nè. Sau đó nếu như mua một cuộn keo trong hoặc là mua một con sò gì nè, các bạn sẽ cắt cho mình một miếng như thế này thôi các bạn, đó, một miếng nhỏ như thế này đó, một miếng keo nhỏ như thế này nè. Trung tâm giữa hoặc là dán, nếu như các bạn có thời gian thì các bạn dán hai đầu cũng được, nhưng mà theo mình hướng dẫn, theo mình những anh chị mà buôn bán thì cách tốt nhất là các bạn dán chính giữa này thôi, là nó sẽ bảo vệ được hết các bạn. Khi các bạn dán chính giữa, các bạn nhớ là dán đúng cái mí nha. Đây, cái mí này, cái mí lằn ngang, cái mí này nè các bạn, cái mí này là cái mí giữa nè. Các bạn dán cái miếng băng keo trong này các bạn, các bạn dán vừa chọt miếng thôi. Rồi bên đây các bạn cũng phải dán qua đây. Đó. Dán qua đây cái chọt xuống dưới đây. Thì khi các bạn lỡ buôn bán mà rớt xuống, hoặc là con em chúng ta chơi mà lỡ rớt xuống thì không thế nào mà buông ra được các bạn. Trừ đây nó có một đông giống dây buộc. Đây, là dây buộc như thế này. Thì khi các bạn mua về thì các bạn chỉ cần tháo ra rồi các bạn lấy gọng dây, khi các bạn bán thì các bạn lấy gọng dây xỏ vô thôi. Xỏ vô cho banh đèn và buộc thật chặt cho con em nha. Cái cách buộc chặt nhất mình chỉ cho các bạn. Nhưng mà cái cây là cái riêng cá nhân của mình thôi nha, riêng cá nhân của mình chỉ. Còn nếu các bạn thấy cách nào tốt thì các bạn tự làm nha, mình không nói được. Thì cái cách của mình nó buộc như thế này nè, cái trái banh đèn các bạn. Các bạn cầm cái này, các bạn xỏ vô đúng không? Xỏ vô các bạn cầm cái này nè. Đó, các bạn quấn cho mình hai nụt nha. Nè. Bạn buộc vô cho mình hai nụt. Nè các bạn phải làm nè, các bạn sắn con dây nè. Qua đây một cái nè, thấy chưa? Rồi qua đây một cái nữa. Đó, là thành hai cuộc nè, thấy chưa? Nó quấn hai vòng. Rồi các bạn cái miếng này các bạn xỏ lên đây. Các bạn xỏ lên đây nè, các bạn gịch nó. Đó, là cái này nó sẽ ra hai đầu các bạn, hai khớp, hai mí. Thì con dây chúng ta rút xuống đây. Mình đảm bảo với các bạn á là không thể nào mà xuất ra được. Trừ khi con dây này đứt ra thôi. Cái này thì các bạn chỉ đập. Nó sẽ tác động mạnh. Khi các bạn gặp một lực mạnh thì các bạn nó sẽ bật tự động phát sáng thôi. Đó. Khi chúng ta chơi chúng em nhúng mình đập xuống lọ hay là đụng những cái vật mà mạnh á thì nó sẽ tự động nó phát sáng xong rồi.
khi các bạn môn sida này về thì cái hình hài nó như thế này nè. Đó các bạn, cái hình hài như thế này nè các bạn, hình hài như thế này, nó rất là bé, nó nhỏ lắm các bạn, nó nhỏ xíu à, nó có hơi nè đó. Còn cách bơm của sản phẩm này như thế nào thì mình có để cái tên là hướng dẫn cách bơm con sida, thì các bạn xem lại rồi sẽ biết được cách bơm nha.